bạn nam. Mời bạn nữ. Giờ mình giới thiệu cho bạn bên kia nghe rõ luôn ha. Chào anh Quyền Linh đẹp trai, chào chị Cát Tường xinh đẹp, chào bạn nữ. Em tên là Tào Quốc Bảo, em năm nay 34 tuổi, hiện tại là quản lý quán cà phê Art Coffee. Mời các bạn nếu mà có thời gian có thể tới thưởng thức những cái nước uống ngon, bổ dưỡng. Tới đây quảng cáo luôn ha. Quê mình là ở đâu? Dạ em là ở Sài Gòn. Sài Gòn là quận mấy? Dạ em ở quận Phú Nhuận ạ. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào anh bên kia và quý vị khán giả. Em tên là Lê Trương Bảo Trâm, năm nay em 28 tuổi, em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở Bình Thuận và hiện tại thì em đang làm ở một kế toán. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là rất là nhiệt tình. Lúc đầu thì hơi nhút nhát thôi nhưng mà vô trúng buồn là quậy tới chỗ. Trúng buồn là quậy tới chỗ. Dạ, em cũng hát được, y ca hát. Vậy hát lên cái cho nó vui vẻ. Hát cho đỡ, đỡ căng, thấy không? Em hơi căng rồi đó. Trầm lắng quá. Dạ, em xin hát một bài. Góc phố này nơi mình quen nhau, có những chiều mưa rơi ướt vai, có những lần mình hẹn ngày mai, phố xa xôi đã vắng người qua. Em xin hát. Em trai hát đáp lại cái đi. Hát gì hát lớn lên. Dạ, em xin hát bài Nhỏ ơi ạ. Nhỏ ơi, lần đầu ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay, ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bao nhỏ chưa yêu, ừ thì nhỏ chưa yêu. Mấy chữ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi. Nhé nhỏ, nhỏ ơi. Thấy có không khí liền ha. Dạ. Em trai có thế mạnh gì? Dạ em là vui vẻ hòa đồng, thích đi du lịch, thích nghe nhạc, xem phim. Có những cái tật xấu gì không? Dạ xấu thì chắc xấu đều quá anh. Hả? Dạ. Ít nói, rồi ngại tiếp xúc, rồi cũng bề bộn, cũng chưa có gọn gàng. Sợ rác bừa bãi này kia hả? Dạ không có bừa lắm anh. Dạ cũng vừa vừa. Rồi. Dạ. Còn em gái sao? Rồi. Điểm yếu là gì em? Dạ điểm yếu là em hơi hậu đậu tí. Nói chung là em hay làm đổ đồ, bể đồ. À đụng đâu đổ bể đó vậy đó. Hôm qua em làm quán cà phê này được đó. Có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình thời còn sinh viên. Dạ và từ đó tới giờ thì bao lâu rồi? Tịch luôn. Tịch luôn. Nhưng mà sao nó tịch vậy em? Em nghĩ chắc do em cũng hơi men quá. Thấy gì mà men quá hả? Có thích con trai không? Dạ không. Hả? Dạ không. Hả? Dạ không. Hả? À. Dạ không, em thích con trai. Em mê trai lắm. Mới nói em men quá, hỏi thích con trai không không? Hơi bàng hoàng. Dễ thương mà, chào em. Trời ơi, em nói phát biểu làm anh cũng rối luôn. Nói nhầm thôi đúng không? Em nói nhầm. Em thích bảo con trai sao em nói anh Linh luôn đi. Coi bữa nay anh Linh làm mai cho em được không? Dạ em thích bạn trai em cao 1m7. Cũng gần có. Có thể là hai trường phái, một trường phái là thư sinh, trắng trẻo, dễ thương. Còn một trường phái là men, nhìn nam tính. Búp míp, mỏng mỉm được không? Đừng ù quá. Không có ù, hơi ú tí. Không, em không thích ù lắm đâu. Không ù lắm đó, không ù lắm đâu, dễ thương. Em có mẫu người lý tưởng nào không? Anh Quyền Linh. Hả? Cảm ơn em bắt tay cái nào. Miễn thích con trai là được rồi. Hả? Có em. Anh lo sợ không thích trai thôi. Có em thích lắm anh. Bạn gái dễ thương lắm á. Bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào nè, để chị coi bên đây phù hợp không? Dạ em cũng không có đòi hỏi gì nhiều, chở cỡ Phạm Hương thôi nè. Thôi ơi. Khó quá, bỏ qua đi em. Nói vui thôi, hài hước đó em. Dạ, nói chứ một bạn gái thì cũng không cần gì nhiều, thì vui vẻ, hòa đồng, lễ phép, ưa nhìn và có chiều cao khoảng 1m5, 1m6 là được ạ. Rồi, được luôn. Bên kia là rất dễ nhìn. Bây giờ có cái điều gì em không thích ở người bạn trai em nói đi. Em không thích thói. Sao vậy? Anh Linh đánh ghét mấy người nào mà không thích thói lắm á. Không, thói nha. Anh Quyền Linh chấp nhận được. Dạ. Có anh chấp nhận được ha. Giữa ốm với mập em chọn cái nào? Ốm. Ốm.
Sao kỳ vậy, ốm nó đâu có sức khỏe, nhìn nó... Tại em cũng tròn rồi, cho nên em thấy em thích ốm ốm. Xem tròn, em không cho người ta tròn, em ích kỷ vậy. Em tròn em phải kiếm người tròn luôn cho nó xứng chứ. Tại vì chị nghe Linh cứ nó mập mập bút mít cho chị nghi bên này mập thôi, chứ cũng chưa chắc, nhiều khi người ta ốm, hiểu không? Em cũng thấy vậy. Em có nghi vậy không? Em cũng nghi nãy giờ. Nếu mà mập thì có được không? Nhưng mà người ta tốt với em, người ta yêu thương em, người ta chăm sóc em. Mình cũng tịch cả chục năm nay rồi, giảm xuống xíu đi. Hai đứa mập mập rủ nhau đi tập thể dục, nó vui nữa, có bạn đi tập thể dục. Không sao đâu, mập thì tập thể dục xuống không sao, cố gắng được chừng năm là xuống à. Được ha. Body chuẩn. Thẳng lên cho đỡ mập em. Đó, vậy đó, ngưng lên. Có đâu cỡ này thôi, gì đâu. Đâu, dày hơn. Chắc. Cái này cũng khó ạ. 9 tháng kìa. Cỡ bụng cá ba sa ha. Đâu, dữ vậy, mấy người mập mập mềm bụng, vậy á, tốt bụng lắm. Em có tập thể dục không? Dạ có chị, uống chanh với mật ong cát tường. Ôi trời ơi, có tâm ghê. Vậy thì em cứ yên tâm, không bao lâu sau em sẽ mất tiêu cái bụng mỡ này. Cứ điều đặn uống mật ong cát tường với chanh với nước ấm mỗi sáng nha. Dạ. Cảm ơn em. Kháo ghê. Được, được, được. Quảng cáo từ quán cà phê qua mật ong cát tường. Người ta có tâm hơn anh Linh nữa, thấy chưa? Lấy nhau về mình sẽ lập nghiệp, sống ở đâu? Dạ, thành phố Hồ Chí Minh. Có nhà cửa gì chưa? Dạ, có nhà. Giỏi vậy đó hả? Dạ, nhà của ba mẹ. À, nhà ba mẹ. À, ba mẹ khó lắm không? Dạ dễ hả chị? Có đưa ra tiêu chuẩn tìm nàng dâu như thế nào không? Dạ tại vì ế quá nên hết tiêu chuẩn luôn. À. Em có tật xấu gì không? Dạ xấu đều á chị. Không, cái xấu gì mà đặc biệt á, đều quá thì nó có... Dạ, tại nên nó đều hết nên nó không có gì đặc biệt hả chị? Trời đất ơi, nói chuyện cũng lanh quá ha. Đàn trai nói chung cũng dễ thương. Thì dễ thương, chị, có hơi đang lo cái đó chút xíu thôi. Tại để uống mật ong tiếp. À, cố gắng đi cưng. Em trai đi với ai? Dạ em đi với mấy chị bạn, có bác. Thứ hai cô cũng xin chào hai MC duyên dáng xinh đẹp. Dạ. Dạ cô rất là ngưỡng mộ. Dạ xin chào tất cả mọi người. Bảo thì nó là rất là chịu khó, vui vẻ, tốt bụng. Cháu gái bên đây cũng rất là xinh xắn và chững chạc. Dạ, có lẽ hơi căng thẳng một chút. Thấy chưa, bác còn nói em căng thẳng. Em chào bác, em nói chuyện với bác đi. Vui vẻ lên. Con chào bác. Bác lên đây thì bác cũng có muốn hai cháu có cơ hội để tìm hiểu và đi đến hôn nhân. Cháu là phụ nữ thì mình cũng có cái dịu dàng, bản lãnh. Và để sống tới 7-80 tuổi mà ông xã mình, chồng mình cứ kêu mình cưng ơi cưng à, giống như bác là được rồi. Trời ơi. Rồi mời thêm một bạn nào nữa đi. Chào anh Linh, chào chị Tường, chào mọi người. Hello em. Dạ, em chào chị. Bảo thì ít nói nhưng mà cũng giống em á, nếu mà trúng đài á thì cũng rất là lanh lợi. Hồi xưa giờ thì không phải là ế, nhưng mà do là Sài Gòn giấu anh kỹ quá, cho nên hôm nay là mời chương trình để chính thức là xuất đầu lộ diện. Đó, thì cũng mong là hai em đến được với nhau. Chị dễ thương quá à. Rồi em gái hôm nay mình đi với ai? Dạ em đi với mấy anh chị đồng nghiệp với em. Dạ em chào anh Quyền Linh và chào Chức Tường. Chào tất cả các quý vị khán giả. Thì nhìn anh bên đây thì có như một hai điểm gì đó cũng tương đồng. Mong chăm là cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu. Rồi ý kiến người thân mình nghe điều quan trọng là kéo màn lên nha. Cái cảm nhận của mình ha. Chủ yếu là người ta tốt với mình. Kéo màn. Rồi mời hai bạn. Xin chào anh. Đây là bó hoa gửi tặng em. Đây là cái món chanh tuyết này, có thể là giúp cho mình giảm cân nè, đẹp da nè, giải nhiệt trong cái mùa hè. Xem một tí mật ong nó sẽ ngon nè. Dạ em có thể dùng thử. Khi nào mà anh có thể là pha chế cho em mỗi ngày khi mà em tới quán, là những cái món thức uống ngon. Đó ba má dặn đi, trai đưa nước đừng uống. Rồi bây giờ mình ngồi xuống mình nói chuyện đi các bạn ha. Anh thấy em sao? À, rất là dễ thương, ưa nhìn. Em có vẻ hồi hộp đúng không? Em cũng hơi run. Dạ, em không thích mập nhưng mà em giờ thấy anh như thế nào? Dạ, em thấy anh cũng tròn tròn. Sở thích của em như thế nào? Em thích cái gì nhất? Em thích ăn với lại du lịch. À, vậy là hợp với anh rồi. Em đã từng đi du lịch ở đâu nhiều không? Dạ, em đi trong nước không anh? Ảnh hồi xưa làm hướng dẫn viên du lịch đó. Em hỏi thì coi ảnh có thể đưa em được đi đâu. Dạ đi khắp nơi trên thế giới cũng được. Wow. Anh đi được nhiều nơi chưa? À, anh cũng đi được nhiều rồi. Dạ. Cũng đi châu Âu, cũng đi một số nước ngoài rồi.
Dạ. Trong những cái lúc buồn hay lúc vui thì em sẽ làm cái gì? Buồn em hay hát nghêu nghêu. Anh nghe giọng hát em rất là hay. Anh thì nãy tập dữ lắm, tập mấy bữa nay luôn á mà sao rung quá cái quên lời luôn. Em có dự tính như thế nào về cái kế hoạch hôn nhân không? Nếu mà được thì em cũng mong muốn là năm sau cưới, 2020 sinh con. Anh cũng dự định nếu mà mình có thể có cơ hội đến với nhau á, thì sẽ nhanh thôi, sẽ tạo dựng sự nghiệp. Sau này thì định hướng của anh là gì? Sau này anh cũng vẫn phải kinh doanh và có thể làm mảng bất động sản. Bây giờ hai bạn đứng lên, tiến tới mình nắm tay nhau một cái để mình cảm nhận coi cái cảm xúc mình như thế nào. Chứ hiện tại nhiều khi về cái ngoại hình đúng nó quá, ngăn cản mình là không có được. Tay anh lạnh quá. Rồi nhìn thẳng nhau, nắm tay nhau 30 giây. Thấy cặp đôi này có hợp không ạ? À? Em thấy sao? Anh thấy cũng ổn lắm á chứ. Ổn mà. Cũng hợp mà. Bây giờ ngồi lại mỗi người nói một câu cảm nhận của mình hiện tại về đối phương như thế nào. Em thấy, nói chung là em vẫn thấy anh tròn tròn. Mà anh cũng phúc hậu, nhìn cũng dễ thương. Thì anh cũng thấy em rất là phúc hậu, dễ thương và ưa nhìn. Thì nói chung là tròn tròn á, thì anh cũng đang cải thiện, cũng đang tập, cũng đang giảm cân, tìm mọi cách. Mình có thể đến với nhau thì mình tìm hiểu qua những cái lần mình tập gym, hoặc là mình đi bộ, hoặc là mình chạy bộ với nhau. Thì đó là những cái lần mình tìm hiểu anh, tiếp theo. Anh ở quận mấy? Ở Phú Nhuận, em ở Bình Tân, ngay gần khu công nghiệp Tân Tạo. À, cũng gần, không có xa. Dạ. Anh có thể chạy qua tập tạ với ý quá. Tập gym với em được không? Chạy bộ qua đó được không? Chắc anh chạy bằng xe máy quá. Dạ, chạy xe máy xong gửi xe đi bộ với em. Rồi. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Ít phút nhưng mà cũng đủ để chúng ta có thể cảm nhận được đối phương là như thế nào. Hãy nhắm mắt lại và cảm nhận, suy nghĩ cuộc trò chuyện của chúng ta nãy đến giờ. Để xem hôm nay bạn, hai bạn có duyên, có phần với nhau không. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Lo, rất lo. Nhưng mà cuối cùng thì duyên đã đến. Chúc mừng em trai nha. Nắm chặt tay đi. Hãy thể hiện bản lĩnh của mình nha. Và chăm sóc bảo bọc cô ấy nha. Cô gái rất là dễ thương đó. Chị Minh nghe chương trình nói rõ không chị? Dạ luôn nghe ạ. Dạ rồi, thì bây giờ mình có thể bật camera lên để bắt đầu phỏng vấn chị nha. Chờ mình chút nữa. À, bên chương trình thấy chưa ạ? Rồi, rồi nha. Thì là bây hôm nay có chị Nhung và chị Trúc là hai biên tập bên chương trình sẽ phỏng vấn mình ngày hôm nay ha. Rồi thì bây giờ chị có thể bắt đầu phần phỏng vấn của mình nha. Dạ. Ok, hiện tại là biên tập của chương trình đã nhìn thấy mình rồi nè. Thì mình cứ chia sẻ thoải mái ha. Đầu tiên là mình sẽ bắt đầu một cái buổi cắt ngày hôm nay luôn. Nếu mà mình có cái người phù hợp thì là chương trình sẽ thông báo cho mình cái lịch ghi hình để mình sẽ tham gia. Và mình gặp cái người mà chương trình sẽ ghép đôi cho mình ha. Đầu tiên là mình sẽ giới thiệu về bản thân mình trước. Họ tên, tuổi, quê quán và công việc hiện tại của mình là gì nè. Rồi. Em tên là Minh, thì em sinh năm 1990, là năm nay là 31 tuổi, gần qua 32 rồi. Hiện lúc trước thì em có làm việc ở Sài Gòn, nhưng mà hiện tại em đã về quê và định cư ổn định ở quê. Thì lúc trước là công việc của em là nhân viên văn phòng, và hiện tại em định hướng công việc của em là về để nối nghiệp ba mẹ, làm về bán thuốc, làm dược. Còn gì nữa ta? Quê của mình là ở đâu em? Quê em ở Tiền Giang chị. Em ở Mỹ Tho, Tiền Giang. À, quê Tiền Giang. Rồi, có nghĩa là ba mẹ mình ở quê là cũng có tiệm thuốc rồi. Bây giờ là mình sẽ nối nghiệp, mình bán thuốc thôi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi sao nhìn mặt mình hơi buồn vậy? Là mặt mình hồi giờ là như vậy luôn hả? Hay là sao? Dạ không, nhiều khi tại vì không quen chat qua Facebook, qua như vậy á, webcam như vậy. Hơi sụ xuống. Thấy bạn hơi sụ nè, cười nhiều lên cho nó xinh ha. Lên sân khấu này kia cũng vậy luôn. Mình luôn cười nhiều để cho dễ thương, xinh xắn. Rồi bây giờ mình chia sẻ một xíu về bản thân mình đi,
những cái điểm mạnh điểm yếu của mình ra sao nè? Em thì điểm mạnh của em á là cũng được cái là cũng thông minh, nhưng mà yếu điểm là hơi chậm tiêu, thông minh nhưng hơi chậm tiêu. Thì biết nấu ăn, mặc dù là ít nấu ăn nhưng mà khi mà nấu ăn thì là được khen và nấu ăn ngon. Còn yếu điểm, nhược điểm của em là có một cái nhược điểm mạnh là em hay quên. Quên là kiểu khi mà người ta dặn em cái gì á thì mà em mà không kịp ghi chép lại là em quên luôn. Nhất là quên hay dặn mấy con số á, như là đi ra chợ mua bao nhiêu trứng, bao nhiêu cá gì kia thì em không có nhớ số. Em nhớ cái nội dung thôi chứ em không có nhớ chi tiết số, kiểu vậy. Rồi có khi nào bán thuốc mà bị quên thuốc gì không? Thì tại là mới tập và chị mới mới tham gia vô bán thôi chứ cũng chưa có bán chính thức à. Dạ. Là ở nhà là cả ba mẹ em là đều bán thuốc hết hả? Ba em thì hồi xưa là làm giáo viên nhưng mà hiện tại về hưu rồi. Ba em là bán thuốc chính, còn mẹ em thì là dược sĩ đại học. Cũng về hưu rồi thì bán phụ ba em thôi. Rồi, vậy thì tình trường của em thì như thế nào? Đã qua mấy mối tình rồi? Em thì nếu mà nói về chính thức đó, thì chắc chỉ có một thôi. Cách đây khoảng tầm 4-5 năm, dạ. Rồi lý do sao mà chia tay em? Chia tay là kiểu như em quen á, em cảm thấy không an toàn á. Người đó cho em cái cảm giác không an toàn, để tại vì khi mà em quen là cái lúc đó là em cũng khoảng 25-26 rồi, là em xác định là tiến tới hôn nhân luôn. Nhưng mà khi quen một thời gian á thì lúc đầu là yêu thiệt, thương là thương thiệt, nhưng mà càng về sau á thì cảm giác là tiến tới tương lai với người này không đảm bảo á, không chắc chắn á, nên đi chia tay. Là từ đó 4-5 năm nay cũng không có quen ai luôn. 4-5 năm nay thì có quen nhưng mà kiểu tìm hiểu á, chứ không có là quen chính thức chị. À vậy hả? Những người đó như thế nào? Không có tiếp được chính thức. Giống như là khi mà tiếp xúc quá thì em cũng mở lòng, em tiếp xúc với họ cũng tìm hiểu khoảng thời gian cũng 4-5 tháng á. Nhưng mà khi mà nói chuyện á, càng ngày em càng thấy không hợp, nên em tạm dừng để tìm cái mối quan hệ khác. Đó, cụ thể là không hợp về cái điểm gì em, ví dụ coi. Dạ khi mà nói chuyện á thì giống kiểu hai thế giới khác biệt vậy đó. Là khi mà nói chuyện thường á là khi mà gặp một người nam á thì nếu mà người đó không có chủ động nói chuyện thì em là người chủ động nói chuyện, mà em thì là tiếp động. Em thích là người nam chủ động hơn á chị. Để em chủ động nhiều quá thì em không thích. Rồi nhiều khi mà người ta mà tỏ ra quan tâm em nhiều á, em cũng sợ đó. Rồi tùy vậy. kiểu như cảm giác như bây giờ người ta thích em thì người ta bù bập kiểu vậy á, xong rồi mới mốt rồi về ở với nhau rồi lòi ra này lòi ra kia rồi nó sẽ thay đổi nhiều, em sợ bị sốc từ đó. Rồi bây giờ em mong muốn tìm kiếm một người như thế nào? Hiện tại là tại vì em ổn định dưới quê rồi của chị, thành ra là em muốn tìm kiếm một người cũng cùng quê ở Tiền Giang. Nếu mà thuộc thì làm về y dược đó thì càng tốt. Trời sao khó quá vậy, mình tự khó. Nếu mà thuộc y dược càng tốt, nhưng mà nói chung là prefer thôi, còn những ngành nghề khác vẫn ok chị. Là gần khu vực Tiền Giang được không em, hay là chỉ là trong Tiền Giang thôi? Dạ ở Tiền Giang chị. À chỉ là ở Tiền Giang hả? Rồi. Như kiểu có thể flexible, có thể di chuyển qua lại giữa Tiền Giang với lại chỗ đó gần á, thì em thích cái người mà ở trong tỉnh Tiền Giang thì dù sao họ di chuyển cũng gần.
Tại vì em làm ở nhà mà, em làm là tại tiệm thuốc nhà em là ở Mỹ Tho mà. Rồi còn yêu cầu gì nữa không em, về tuổi tác đồ này kia thì sao? À, tuổi thì em không quan trọng tuổi chị, à, nhỏ hay lớn hơn đều được. À, về tính cách á, thì em cần một người mà đàn ông có chính kiến, kiên định với lại có trách nhiệm. Thì, em không quan trọng tuổi là lớn nhỏ hơn em bao nhiêu tuổi thì được. Dạ, bao nhiêu cũng được hết đó chị, em sao cũng được hết. Chị Tiên biết nhiều không? Là anh đó là 60 tuổi được không? Hoặc là nhỏ hơn 10 tuổi được không? Em nói sao cũng được, không. Là không biết. 60 tuổi thì nói, để coi chắc phải thôi đó. Từ 25 tới 40 đi chị. Dạ. Ừ, mình phải có cái khoảng này kia chứ, sao cũng được mà sao cũng được. 25 tuổi cho tới 40 mấy tuổi em? 45 cũng được chị, 40 đi. 40. Rồi ok, còn yêu cầu gì về mẫu bạn trai đúng không nè? Mẫu lý tưởng của em là cao, ngang em là từ 1m66 trở lên, với lại không bị quá ốm á chị. Dạ. Rồi ok, nói chung là của em là chị khó để là in trong khu vực Tiền Giang thôi. Ví dụ có anh cũng ở trong khu vực Tiền Giang, nhưng mà là nói chung là mình ưu tiên cái nào thì là chương trình sẽ đáp ứng cái ưu tiên nhất đó của em. Còn những cái kia thì nó cái tiêu chí mình có thể em xét là yếu ha. Dạ dạ, thưa chị. Ừ, rồi ok, cảm ơn Minh. Cái gì là chương trình sẽ báo lại cho em ha. Dạ chị. Dạ rồi. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Chào chị ạ. Ừ.